Ở đây Hồng Viên nghiên cứu một cái máy mài của Amax, nói chung mở ra là nhìn thấy rất là đã, nhìn ở bên trong rất là đẹp quý anh chị. Thật sự là ở phân khúc này nó làm quá đẹp. Nhưng mà trước tiên bây giờ sẽ cho quý anh chị thấy thực tế một cái máy nó test như thế nào, xem nó mạnh yếu ra làm sao nha. Rồi bây giờ sẽ test mài cắt đồ các kiểu cho con liễu cho quý anh chị coi nha. Mài nó trước tiên là mài, cái nhiệm vụ của con máy là mài mà. Đó, em cứ đè ép mạnh mẽ đi nha, mài cho quý anh chị coi một đoạn dài luôn. Đó, quý anh chị thấy không? Ngon lành thấy không? Mài như vậy là ok. Bây giờ cắt cho quý anh chị coi luôn, tức là test hết các chức năng của nó cho quý anh chị coi về bên trong bên ngoài của máy Amax này, xem đáng để đáng đồng tiền bát gạo không quý anh chị. Đó, lâu phải review lại cho quý anh chị coi mấy mẫu này, lâu rồi không có review cho quý anh chị coi trong ngoài ha. Đó, cắt là ok luôn quý anh chị thấy không, cắt ngon lành, tô lẹ cho quý anh chị coi cho nó lẹ xíu. Đó, chơi cắt kiểu luôn, kiểu gì chơi cũng được hết, cắt gỗ luôn bằng cái lưỡi thần thánh cắt cả thế giới nè. Quý anh chị mua lưỡi này 120.000 nhưng mà xài nó an toàn lắm nha. Quý anh chị nào ở gia đình nên mua những cái lưỡi như thế này nè, cắt cho nó an toàn nè. Bây giờ là sẽ thể hiện chức năng tì đè của nó coi nó cái máy này có bị ngắt không nha quý anh chị. Đó, bốc khói luôn quý anh chị thấy không, nhưng mà vẫn ngắt nha quý anh chị, tức là cái này cái mức độ của nó quý anh chị tì đè quá lớn thì nó vẫn ngắt máy, giống như chế độ an toàn của nó vậy ha. Đó, test như vậy là quý anh chị thấy được chưa? Có ý kiến là comment liền nha. Quý anh chị thấy sức mạnh của một cái máy mài chạy pin chưa? Nó đơn giản gọn gàng thôi nhưng mà khá là mạnh mẽ, làm việc hiệu quả quý anh chị. Thì hôm trước giờ Hồng Viên đã review cho quý anh chị xem rất nhiều về những cái sản phẩm của Amax Tone ha. Thì hôm nay tiếp tục là một cái máy mài, nhưng mà khi tới cái máy mài này Hồng Viên khui ra bên trong cảm thấy là ok, sản phẩm này là hoàn hảo. Được, với cái giá 1.160.000 cho một cái thân máy mài thì quý anh chị mình sẽ coi cái model của cái máy mài này là AM100 á quý anh chị ha. Cái model của nó là AM100 ha, thì nó có 3 cấp tốc độ. Cấp tốc độ nó ở đây nè, quý anh chị thấy nó chạy nè. Đây. Ví dụ như tốc độ lần lượt ở số 1 là 3.500. Số 2 là 6.500. Cấp độ số 3 là 9.000 vòng quý anh chị. Chân pin thì M21 thông dụng thì ai cũng biết rồi ha. Thì quý anh chị sẽ thấy cái máy mài này á, nó chỉ nặng 1,7 kg thôi. Thì quý anh chị nhìn về đường nét bên ngoài của nó là đá 100 mm, cốt thép đồ các kiểu nè ha. Ốc lục giác rồi, ốc rồi vít ba ke đồ nó làm nhìn rất là đẹp. Nhìn về cái độ dày dặn của nó ha. Ở trên này thì công tắc nó là công tắc trượt nha quý anh chị. Và ở cái đặc biệt á thì quý anh chị cầm vô nó rất là gọn nhỏ nè. Quý anh chị nhìn cái thiết kế của nó cầm vô nè, gọn nhỏ nè không. Ở đây nó có cái đèn nguồn nè quý anh chị, khi quý anh chị bật ở đây lên, nhét cục pin vô, bật lên là quý anh chị thấy nó có cái đèn nguồn ở đây sáng ha. Cái đèn để làm việc trong bóng tối thôi, cái đèn này luôn luôn nó cháy vậy. Hai bên thì nó có cái lọc gió tản nhiệt hai bên bên này nè quý anh chị. Đó, cầm gọn gấp led motor. Quý anh chị thấy cầm như thế này thì nó đi theo máy đó, thì nó tặng cho quý anh chị một cái tay nắm trợ lực như thế này. Dặn bên nào cũng được, có hai bên ha. Rồi nó có một cái miếng bảo vệ đá của nó rất là dày dặn như thế này. Đó, và nó có một cái khóa mở trong này cũng dày dặn ha. Đó, rồi nó có một cái phiếu bảo hành. Đặc biệt của nó thì bảo hành 8 tháng. Cái này tất cả là bảo hành 8 tháng quý anh chị. Đó, 1,7 kg nặng như thế này. Máy như thế này. Đó, quý anh chị nhìn về đường nét ha. Nhìn đường nét.
Thì AMAX Tone nó vẫn bán những cục pin lẻ như vậy, 860 ngàn cục như thế này, quý anh chị có nhu cầu mua, hoặc là mình có pin rồi thì mình không cần phải mua pin nữa, mình mua những cục pin của hãng khác mình bỏ vô mình vẫn xài được quý anh chị. Nhưng mà AMAX thì nó làm pin rất là đẹp và rất là chắc chắn ha. Đó quý anh chị nhìn ha, AMAX nó dập nổi bên này, AMAX. Đặc biệt những cái viền cao su này của nó làm rất là cầm vô mình rất là thích ha. Đó quý anh chị thấy ha, nhìn bên ngoài như vậy, giá của nó là 1.160.000 cho nguyên cái thân máy này quý anh chị, bảo hành 8 tháng. Thì quý anh chị nhìn ở bên trong này nè, mình nhìn ở bên trong này quý anh chị mới thấy là quyết định một cái máy là nó làm tốt hay là không. Thì quý anh chị thấy là về vỏ nhựa ABS này nó làm á, thì độ hoàn thiện nó là cao rồi đó. Nhưng mà về bên trong thì quý anh chị phải nhìn từ trên xuống dưới. Trước tiên đầu nhôm dày nè ha, có gon cao su nè quý anh chị. Rồi sao? À, nhông ép đồ các kiểu, bạc đạn đầu nè ha. Nhưng mà bên trong này thì quý anh chị thấy nó làm dày nè, nhìn rất là dày. Dạ gì, bạc đạn ở phía sau nè quý anh chị thấy không, tức là cùm đầu cùm đuôi là ok rồi đó. Rồi ở bên trong quý anh chị nhìn cái phe của nó chạy từ dây đồng lớn, mà phe nó là phe dài nha, phe nó là dài nè quý anh chị, nhìn rất là dài dặn nè ha. Rồi đặc biệt những cái công tắc này quý anh chị nhìn coi, cái đường dây nó đi là lớn xuống nè ha. Công tắc này thì nó có gon cao su cũng như chống bụi chống nước nè, cái này cũng rất là lợi hại, rất là quan trọng. Cái cần công tắc cũng lớn, mình nhìn chi tiết cái máy này thì nó làm khá là đẹp về bên trong. Đèn nguồn bo mạch tản nhiệt thì ở hai bên này nó sẽ có cái thanh này để giống như là vừa chống bụi mà vừa tản nhiệt luôn quý anh chị. Tụ của nó nè, tụ của nó là tụ lớn luôn nè đó quý anh chị, nhìn thấy không, đổ keo khăn đồ các kiểu hết. Đó, ở trong của nó, cái trục của nó bên trong này, qua cho quý anh chị mình xem cái trục bên trong này luôn. Nó cũng tản nhiệt đồng đồ các kiểu nè quý anh chị thấy không. Đó, nhìn cái gô to của nó làm một cái kiểu gô to, thay vì mấy thằng kia nó tròn, nhưng mà này nó hình giống như hoa thị vậy ha, khác biệt tí xíu. Nhưng mà nó dài quý anh chị, cái phe này rất là dài à. Quý anh chị nhìn cái phe của nó nè, dây đồng lớn nó quấn dài chứ. Đó, đo thử cho quý anh chị coi luôn, coi nó dài tới mức độ là cái phe này nó dài là bao nhiêu ha. Đường kính phe G của ngoài nó là khoảng 25 quý anh chị ha, 25 nè. Đó, còn cái trong này thì nè, cục hít nè, nó là 500 vĩnh cửu quý anh chị ha. Đục vô nó hít thì nó khoảng tầm 25 thôi. Đó, thì quý anh chị thấy không, về trong ngoài, về diện mạo thì đối với một cái sản phẩm này thì ở mức độ như vậy 1.160.000, có cái thân máy mài như vậy là Hồng Nhiên đánh giá cao đó quý anh chị, xài ok đó. Thì quý anh chị thấy cái sản phẩm này, nếu quý anh chị đã từng mua, tại vì hôm nay Hồng Nhiên bán nhiều rồi, thì anh chị nào xài thấy nó như thế nào đó, có thể là comment bên dưới giúp Hồng Nhiên quý anh chị xem là nó như thế nào, quý anh chị xài thấy nó ra làm sao. Nhưng mà đặc biệt thằng này tốc độ của nó tới 9.000 vòng, tức là nó cao hơn, nó cao hơn so với một số là hiện tại là 8.000, 8.000 rưỡi, thì này tới 9.000, nó có 3 số. Mà những cái số của nó làm là đẹp à, những cái số nó làm rất là đẹp quý anh chị. Nói chung độ hoàn thiện đó, mình nói về độ hoàn thiện tiền này được. Ok, thì quý anh chị thấy là với 1.160.000 cho cái thân máy này, quý anh chị thấy nó như thế nào? Nếu hợp lý, quý anh chị có muốn sở hữu sản phẩm này, liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Còn ý kiến quý anh chị như thế nào, có thể để lại comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Hồng Nhiên cũng chỉ là cái người review sản phẩm để cho nó có những cái phân khúc để quý anh chị cô chú mình lựa chọn cho nó phù hợp thôi. Thì quý anh chị thấy là cái nào được thì có thể comment bên dưới, cái nào chưa được cũng có thể comment bên dưới. Không, nhớ nhấn đăng ký kênh Hồng Nhiên để cập nhật nhiều video mới. Cảm ơn quý anh chị cô chú đã theo dõi chương trình. Chúc sức khỏe, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.